Thiện Hạnh xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ bản ảnh của đài truyền hình Việt TV. Tiếp theo sau đây là các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ cho biết, bão quét qua miền Trung Tây Hoa Kỳ làm cho 6 người thiệt mạng. 81 cơn bão đã quét qua khu vực Trung Tây Hoa Kỳ vào ngày hôm qua, khiến cho 6 người thiệt mạng và phá hủy ít nhất 70 ngôi nhà, chỉ tính riêng ở Illinois. Cơn bão cũng khiến nhiều tuyến đường bị chặn hoàn toàn, mất điện trên diện rộng và nhiều ngôi nhà trong các khu dân cư đã bị phá hủy. Thành phố Washington, trung tâm tiểu bang Illinois, được xem là thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các nhà điều tra vẫn chưa xác định được mức độ thiệt hại do cơn bão gây ra, cũng như có tổng cộng chính xác bao nhiêu cơn bão đã đổ bộ vào khu vực. Hai đội thời tiết quốc gia đã đi điều tra thiệt hại cơn bão vào thứ Hai ở hai địa điểm, một ở Washington và một ở phía đông trung tâm Illinois. Phát ngôn viên của cơ quan an ninh nội địa Indiana cho biết hơn 160.000 người đã bị mất điện trên khắp tiểu bang này. Trong khi đó, Kentucky, Ohio và Tennessee đang tiếp tục gánh chịu thời tiết khắc nghiệt, nhưng chưa có cảnh báo về bão nào được đưa ra ở khu vực này vào sáng ngày hôm qua. Cũng tiếp nối dòng tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, bà Caroline Kennedy đã bắt đầu nhậm chức đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản vào ngày hôm qua. Bà Caroline Kennedy đã tới Tokyo vào ngày thứ Sáu và bắt đầu phục vụ trong cương vị đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản từ ngày hôm qua, ngày thứ Hai, ngày 18 tháng 11. Năm nay 55 tuổi, bà Caroline, con gái đầu của cố Tổng thống John F. Kennedy, là phụ nữ đầu tiên trở thành đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản. Bà được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm vào chức vụ này vào hôm thứ Tư tuần trước, ngay trước lễ kỷ niệm 50 năm ngày mất của cố Tổng thống John F. Kennedy 10 ngày. Bà Caroline chia sẻ về cha mình. Cố Tổng thống John F. Kennedy đã từng mong muốn sẽ là vị Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Nhật Bản, và bà tự hào đã thực hiện được di nguyện của cha mình. Bà Caroline cũng bày tỏ rằng đây là một vinh dự đặc biệt khi bà góp phần là cầu nối giúp tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh này vì hòa bình và thịnh vượng của thế giới. Những người dân Nhật Bản nói rằng rất ủng hộ vị trí mới này của bà vì họ luôn ghi nhớ và biết ơn những cống hiến của gia đình Kennedy đến cho mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản hiện nay. Kính thưa quý vị, và tiếp theo là một bản tin cho biết Google và Microsoft đã phối hợp ngăn chặn các đoạn phim tình dục trẻ em trên Internet. Các nhà điều hành của hai đại công ty phần mềm Microsoft và Google đã cho biết họ đang phối hợp làm việc để ngăn chặn việc những kẻ xấu đang lợi dụng mạng Internet để thỏa mãn thú tính. Hơn 200 nhân viên Google đã dành 3 tháng để làm một việc duy nhất là phòng chống tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em online của nhóm người bệnh hoạn nói trên. Công ty Google cho biết nhân viên của họ đã quét sạch hơn 100.000 links tìm kiếm các trang web tình dục trẻ em. Khoảng 13.000 links khác sẽ dẫn người sử dụng đến những cảnh báo với thông báo cho biết là lạm dụng tình dục trẻ em là một tội hình sự. Trong khi đó, Microsoft sử dụng một kỹ thuật tối tân để phủ lên các website có nội dung tình dục trẻ em một dấu nhận diện riêng. Tin về sự hợp tác giữa hai công ty này đã đưa ra một tuần lễ sau khi giới chức quốc tế bắt giữ 350 kẻ bệnh hoạn trên khắp thế giới liên quan đến việc lạm dụng tình dục trẻ em. Điều đáng ngạc nhiên là trong số đó có cả các giáo viên, nhân viên công lực, tu sĩ và một số bác sĩ và y tá. Và trong khi đó, thì Tòa án tối cao quyết định sẽ tiếp tục cho phép Cơ quan An ninh Quốc gia NSA kiểm soát các cuộc gọi trong nước. Tòa án tối cao đã bác bỏ đơn kháng cáo yêu cầu Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA dừng việc giám sát các cuộc gọi nội địa vào ngày hôm qua, ngày 18 tháng 11. Cơ quan an ninh sẽ tiếp tục được phép giám sát các cuộc gọi nội địa của các công ty trong nước, ít nhất là cho đến bây giờ. Một trung tâm thư tín điện tử đã gửi đơn khiếu nại lên Tòa án tối cao để tố cáo một tòa án liên bang bí mật đã cho phép chính phủ thu nhập các bản ghi âm những cuộc điện thoại thư tín của trung tâm. Tuy nhiên, Tòa án tối cao đã bác bỏ đơn khiếu nại này nhằm bảo vệ lợi ích của chính phủ. Trung tâm này nếu muốn tiếp tục theo đuổi vụ kiện này sẽ phải bắt đầu trở lại từ những tòa án thấp hơn. Được biết, những vụ kiện chống lại hành động giám sát cuộc gọi của Cơ quan An ninh Quốc gia NSA chưa bao giờ thành công. Kính thưa quý vị, một tai nạn hầm mỏ ở Colorado đã làm cho 2 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương. Các giới chức ở Colorado hiện đang điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn tại một mỏ bạc ở phía tây nam tiểu bang, khiến cho 2 người thợ mỏ thiệt mạng và 19 người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào cuối tuần qua tại mỏ Revenue Virginia gần Ouray, cách thành phố Denver khoảng 270 dặm. Văn phòng cảnh sát trưởng hạt xác định đây là một vụ nổ hoặc do hầm mỏ bị sập xuống.
Giới chức cấp cao của Bộ Lao động, ông Thomas Pires cho biết nguyên nhân vụ tai nạn có nhiều khả năng do cháy nổ gây ra. Trong số các thợ mỏ đã được đưa ra ngoài sau vụ tai nạn, 19 người đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện khác nhau. Lực lượng cứu nạn đã đến khu mỏ để cứu hai thợ mỏ còn lại. Theo báo cáo sơ bộ của nhân viên điều tra cho biết, cả hai nạn nhân bị mắc kẹt đều đã chết vì ngộ độc khí carbon monoxide. Danh tính của hai người đàn ông xấu số được xác định là Nick Capano, 34 tuổi, ở Montrose, Colorado, và Rick Williams, 59 tuổi, thuộc Durango, Colorado. Theo website của công ty cho biết, mỏ Revenue Virginia khai thác bạc, chì, kẽm, đồng và vàng. As the cause of the incident by the Ouray County Sheriff's Office. Tin từ Texas cho biết, phi cơ rớt cạnh vòng chữ máy bay phi trường tại Texas làm cho một người bị chết. Vào hôm Chủ nhật, một hành khách đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay nhỏ rơi xuống bên cạnh một vòng chữ máy bay tại phi trường Davis Wade Hook Airport gần Houston tại Texas. Một phụ nữ đang coi một trận đấu football tại một sân cỏ gần phi trường cho biết, chiếc máy bay này đang bay bỗng thình lình chúi mũi xuống rồi nổ tung. Các nhà điều tra cho biết viên phi công của chiếc máy bay này lúc đó đang thực tập kỹ thuật hạ cánh trên phi đạo. Trước đó, viên phi công đã báo cáo với đài kiểm soát không lưu rằng chiếc máy bay của ông đang gặp trở ngại về máy móc. Người hành khách đi trên chiếc máy bay này có thể đã chết vì sức va chạm mạnh khi phi cơ lao xuống đất. Viên phi công thì bị thương và đã được chở vào bệnh viện để cứu chữa. Kính thưa quý vị, tin từ Dallas, Texas cho biết 3 người trong gia đình đã bị bắn chết tại một tiệc sinh nhật ở đây. Vào hôm Chủ nhật vừa qua, một người đàn ông 27 tuổi đã bị kết tội hạ sát 3 người tại một bữa tiệc sinh nhật. Các nhân chứng cho hay, người bạn trai của một trong các cô gái trong gia đình đã đứng ra tổ chức bữa tiệc sinh nhật vào hôm cuối tuần, đã đến tham dự nhưng lại bị mời về. Thế là chàng trai này tên là Roberto Castilla liền quay trở lại, trên tay cầm một khẩu súng và một con dao. Người bạn gái của chàng trai thấy thế sợ quá, liền bỏ trốn sang nhà một người hàng xóm. Chàng trai liền nổ súng vào đám tiệc khiến cho một phụ nữ và hai người đàn ông đang dự tiệc bị thiệt mạng. Cảnh sát cho biết đã bắt được nghi can Castilla sau khi anh ta chạy trốn sang một thành phố khác. Và thưa quý vị, bản tin tiếp theo là một bản tin liên quan đến giải trí cho biết ca sĩ Kanye West đã giảng tại Đại học Harvard. Ca sĩ Kanye West đang sử dụng giọng nói của mình để làm một điều chính đáng. Ca sĩ nhạc rap gây tranh cãi này đã phát biểu tại hậu của Đại học Thiết kế Harvard tại Boston, tiểu bang Massachusetts vào ngày Chủ nhật vừa qua. Trong buổi thuyết trình cho một nhóm sinh viên thiết kế, West đã nói rằng, tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng tôi thật sự tin tưởng thế giới có thể cứu nguy qua lĩnh vực thiết kế và tất cả mọi thứ cần phải thực sự được kiến trúc. Người chiến thắng giải Grammy sau đó đã trình diễn ca nhạc tại vườn TD tại Boston trong chuyến lưu diễn mang tên Jesus của mình. Kính thưa quý vị, và cũng tiếp nối phần tin giải trí và điện ảnh. Một bản tin khác cho biết Thor tiếp tục đánh bại các đối thủ trong tuần công chiếu thứ hai. Bộ phim Thor The Dark World đã thống trị các phòng vé của khu vực Bắc Hoa Kỳ với doanh thu 38,4 triệu Mỹ Kim trong tuần công chiếu thứ nhì vào cuối tuần vừa qua. Phần tiếp theo của bộ phim về vị thần sấm sét Thor The Dark World do Chris Hemsworth thủ vai chính tiếp tục đánh bại các đối thủ cạnh tranh. Dù vậy, bộ phim về siêu anh hùng này cũng không thể tránh một số bình luận tiêu cực từ giới phê bình. Mới đây, tạp chí Time Magazine cho rằng sự lộn xộn trong Thor The Dark World đã làm cho khán giả cảm thấy đau đầu. Trong không khí lễ hội của các kỳ nghỉ cuối năm đang đến gần, bộ phim hài vừa ra mắt cuối tuần qua The Best Man Holiday, phần tiếp theo của phim The Best Man sản xuất năm 1999 cũng đã bất ngờ đạt doanh thu 30,6 triệu Mỹ Kim. Câu chuyện xảy ra vào thời điểm Giáng sinh, The Best Man Holiday kể về sự hội ngộ của một nhóm bạn lâu ngày không gặp và những mối thù địch cũng như tình cảm giữa họ đều quay trở lại. Face an enemy, known only to a few, known only to one. You must be truly desperate to come to me for help. If we do nothing, they will destroy us. Tiếp theo sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần dự báo thời tiết của ba miền Houston, Dallas và San Jose. Mở đầu với thành phố Houston, kính thưa quý vị, ngày hôm nay trời có nhiều mây rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 68 độ, thấp nhất là 59 độ. Gió thổi theo hướng Bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ và trong ngày không có cơ hội mưa. Chuyển sang Dallas, bầu trời trong xanh ngày hôm nay có ít mây,
Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 66 độ, thấp nhất là 52 độ. Gió thổi theo hướng đông từ 5 đến 15 dặm một giờ và trong ngày cũng không có cơ hội mưa. Cuối cùng là tại San Jose, bầu trời u ám với những cơn dông. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 61 độ và thấp nhất chỉ có 52 độ. Gió thổi theo hướng đông nam ít hơn 5 dặm một giờ và trong ngày cơ hội mưa lên đến 60%. Nhìn chung tại Houston và Dallas, ngày hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp, thời tiết hơi se lạnh vào buổi sáng. Tại San Jose, gió thổi rất nhẹ, tuy nhiên sẽ là một ngày ẩm ướt với xác suất mưa lên đến 60%. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi bản tin dự báo thời tiết vừa rồi. Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin 24 giờ qua cùng với Thi Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật thoải mái và hiệu quả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.